Hello, xin chào quý vị và các anh em. Ở video này, tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các anh em rút USDT từ cái sàn Gate.io về cái ví VNDT và bán ra Việt Nam đồng, rút về tài khoản ngân hàng. Ok, thì đây là cái sàn Gate. Đó, quý vị ai chưa có tài khoản bên sàn Gate thì quý vị có thể lấy cái đường link đăng ký mà tôi để bên dưới để được giảm giá khi quý vị giao dịch trên cái sàn này. Rồi, còn đây là cái ví VNDT. Ok chưa? Rồi, bây giờ tôi sẽ vào cái sàn Gate. Tôi sẽ chọn đến cái ví. Và quý vị lưu ý, quý vị rút USDT qua cái mạng lưới TRC20 trên cái sàn này thì hoàn toàn là miễn phí. Ok chưa? Còn quý vị mà rút trên cái sàn Binance thì phí của nó là 1 đô. Đó. Rồi, tôi sẽ vào ví tiền, chọn tài khoản. Tôi sẽ sang cái ví VNDT và tôi lấy cái địa chỉ USDT. Đây, USDT này. Chọn nạp này. Nạp. Rồi, tôi sẽ chọn cái mạng lưới là TRC20. Ok chưa? Quý vị lưu ý, quý vị chọn chính xác cái mạng lưới TRC20 mà địa chỉ của nó bắt đầu bằng chữ T nhá. Đó, tôi sẽ copy cái địa chỉ này. Ok chưa? Tôi sẽ sang cái sàn Gate, chọn USDT và chọn rút. Rồi, quý vị cũng phải chọn chính xác cái mạng lưới là Tron TRC20. Ok chưa? Rồi, ở cái phần địa chỉ rút tiền thì quý vị hãy dán cái địa chỉ mà quý vị vừa copy bên cái ví VNDT vào đây. Ở cái ô nhập số tiền rút thì quý vị muốn rút bao nhiêu, quý vị hãy nhập cái số lượng vào. Và số lượng thấp nhất sàn Gate họ yêu cầu là phải 50 đô cho một lần rút. Đó. Rồi thì tôi sẽ thử rút 51 đô để tôi kiểm tra xem là cái mạng lưới, cái sàn này nó có xử lý nhanh hay không, cũng như là bán về VNDT nó có bị trễ hay không. Chọn xác nhận này. Rồi, mật khẩu thanh toán này. Quý vị hãy nhập cái mật khẩu thanh toán của quý vị vào. Rồi, cái ô thứ ba đi thì quý vị hãy click vào gửi mã xác thực này. Gửi mã xác thực và quý vị hãy mở email lên để lấy cái mã xác thực mà sàn Gate họ gửi vào email. Ok chưa? Rồi, cái ô thứ hai là cái mã xác thực Google Auth. Cái mã Google này nó chạy trong 30 giây cho nên quý vị phải thao tác nhanh. Trường hợp quý vị cài đặt cả xác minh số điện thoại thì nó sẽ có cả số điện thoại nữa. Rồi, quý vị chọn vào xác nhận rút tiền. Quý vị lưu ý là nếu quý vị sử dụng số điện thoại để xác minh thì quý vị chỉ nên sử dụng số điện thoại của mạng Viettel thôi. Bởi vì một số mạng, nhà mạng của Việt Nam họ hạn chế cái tin nhắn quốc tế cho nên rất nhiều người không thể nhận được cái tin nhắn vào cái mã xác minh và quý vị rất khó khăn trong cái việc giao dịch rút tiền.
ok chưa? Còn ở đây thì tôi không sử dụng số điện thoại đó. Ok, giao dịch đã được xác nhận, quý vị hãy chờ mạng lưới họ xác nhận. Quý vị có thể chờ mất đến 1 đến 2 phút đấy ạ. Rồi, bây giờ tôi sẽ quay trở lại. Và tôi sẽ vào cái ví VNDT để tôi kiểm tra xem là USDT đã về ví chưa nhá. Chưa, quý vị hãy chờ thêm. Ok, tôi sẽ đợi để xem là USDT nó sẽ về cái ví VNDT này. Rồi đó, quý vị sẽ thấy cái số USDT nó hiện lên rồi đây này. Ok chưa? Rồi bây giờ tôi sẽ vào hoán đổi. Hoán đổi này. Chọn tiếp là hoán đổi. Rồi, ở đây tôi sẽ chọn là USDT và VNDT. À, đúng rồi. Đây, tôi sẽ để là USDT bên trên và VNDT bên dưới. Ở đây tôi sẽ chọn là tối đa để tôi hoán đổi tất đi. Rồi thì cái tỷ lệ ở đây quý vị có thể để ý này. Một USDT nó quy đổi ở cái thời điểm hiện tại là 23.154 Việt Nam đồng. Ok chưa? Đó. Rồi bây giờ tôi sẽ sang cái sàn GET tôi kiểm tra xem nào. Quý vị có thể bán trực tiếp USDT qua cái giao dịch C2C của cái sàn GET. Nhưng quý vị sẽ thấy cái độ chênh lệch giá nó cũng khá là cao đấy. Ok chưa? Đây, ví dụ quý vị muốn giao dịch C2C trực tiếp trên cái sàn GET thì đây này, người ta đang đặt mua với cái giá rất chi là thấp. Quý vị thấy chưa? Ở đây họ mua với cái giá có 22.819 Việt Nam đồng một USDT này. Ok chưa? Còn tháng này thì thấp hơn này, 22.519. Đó. Nếu quý vị muốn bán nhanh thì bán cho cái người đầu tiên này này, nhưng mà giá so với cái bên VNDT thì nó chênh lệch khá là lớn đấy. Nếu quý vị giao dịch một cái số lượng lớn thì quý vị cũng nên cân nhắc. Rồi bây giờ tôi sẽ sang cái ví VNDT. Đó. Ok. Tôi sẽ hoán đổi từ USDT ra VNDT này. Và đây là cái tỷ lệ này. 23.154 Việt Nam đồng một USDT. Ok. Đây, bạn sẽ nhận được ước tính này. Rồi tôi sẽ chọn vào hoán đổi. Hoán đổi này. Chọn xác nhận. Nhập mã pin. Ok. Chuyển đổi coin thành công. Rồi bây giờ tôi sẽ trở lại. Trở lại. Và tôi chọn vào rút tiền. Ok chưa? Rút tiền này. Thì ở đây tôi sẽ rút cái số VNDT về cái ngân hàng. Quý vị có thể thêm tích vào cái dấu cộng để thêm cái tài khoản ngân hàng của quý vị. Ok chưa? Đó. Tích vào dấu cộng. Rồi quý vị chọn đến tên ngân hàng này. Tên ngân hàng.
chọn đánh vào địa chỉ chi nhánh ngân hàng này. Số thẻ quý vị có thể bỏ qua, còn lại số tài khoản ngân hàng quý vị hãy nhập số tài khoản ngân hàng của quý vị vào, ok chưa? Còn cái ô đầu tiên quý vị hãy nhập cái tên tài khoản ngân hàng của quý vị, và quý vị lưu ý nhập tên không có dấu đó. Rồi và quý vị cứ thao tác như bình thường để thêm cái tài khoản ngân hàng của quý vị vào đây đó. Ok, thì ở đây tôi đã thêm sẵn rồi, tôi sẽ chọn tối đa này để tôi rút về tài khoản ngân hàng, và tôi sẽ chọn ngân hàng của tôi đã thêm rồi. Rồi tôi chọn rút này, chọn vào xác nhận, xác nhận, rồi xác nhận một lần nữa. Yêu cầu rút tiền của bạn đã được gửi. Ok, quý vị có thể chờ 2 đến 3 phút để bên VNDT cũng như là ngân hàng họ xử lý cái giao dịch này. Rồi thì quý vị cũng có thể vào cái tài khoản của quý vị để kiểm tra xem nào. Quý vị hãy chờ, tại vì ở đây họ chưa trừ tiền đâu, giao dịch nó vẫn còn đang được xử lý. Quý vị ai chưa có cái tài khoản ví VNDT thì quý vị hãy đăng ký theo đường link mà tôi để bên dưới này. Thì quý vị đăng ký theo đường link của tôi, quý vị sẽ được 50.000 Việt Nam đồng đó. Ok, quý vị sẽ thấy này, nhanh chưa? Số tiền bên tài khoản ngân hàng họ vừa báo rồi đấy. Xử lý rất nhanh, chỉ khoảng độ 1 phút thôi. Đó. Rồi, thì quý vị đăng ký theo cái đường link mà tôi để bên dưới, quý vị sẽ được 50.000 Việt Nam đồng cộng vào cái ví VNDT của quý vị. Đó. Và quý vị đăng ký mới trong cái thời gian này, quý vị cũng sẽ được, đây để tôi xem nào, đây quý vị được 50.000 đây nè. Đăng ký một cái ID mới, quý vị sẽ được 50.000 Việt Nam đồng gửi vào cái ví VNDT của quý vị. Đó. Ok, và cái chương trình tặng 50.000 này chưa biết họ kéo dài đến bao giờ, thì quý vị có thể vào các kênh Twitter hoặc là Telegram của cái VNDT để cập nhật thêm cái thông tin cái chương trình tặng 50.000 vào cái ví VNDT. Và đến đây tôi xin kết thúc video này.